đây là bí kíp giúp bạn khôi phục tài chính, sức khỏe và mối quan hệ ngay lập tức. Lúc xưa bạn đã từng đi học, không có gì tự sinh ra và tự mất đi. Mọi thứ chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ bạn nấu nước, bạn nhìn thấy hơi nước bốc lên, sau đó bạn không thấy hơi nước đâu cả. Vậy hơi nước có biến mất không? Hơi nước đã chuyển thành mây và bạn nhìn một cái đám mây mà hồi bạn không thấy đám mây đâu cả. Đám mây có biến mất không? Đám mây đó ngưng tụ và tạo thành mưa. Bạn gieo trồng cái hạt bắp mọc thành cây và tạo ra trái bắp. Vậy thì bạn đào đất lên, bạn có thấy cái hạt bắp nó có biến mất hay là hạt bắp đã chuyển hóa thành cây? Bạn công nhận rằng mọi sự vật sự việc nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vậy suy nghĩ của bạn, cảm xúc của bạn có mất đi hay không? Suy nghĩ của bạn, cảm xúc của bạn đang chuyển hóa thành cái gì? Đúng rồi, suy nghĩ và cảm xúc của bạn đang chuyển hóa thành tài sản, thành vật chất, thành thu nhập, thành doanh nghiệp, thành xe cộ, nhà cửa. Tất cả mọi thứ đang hiện hữu xung quanh của bạn. Nếu như bạn không tin, bạn hãy nhìn lại đi. Có phải là ngôi nhà bạn đang ở, chiếc xe bạn đang đi, công việc mà bạn đang làm, bộ đồ bạn đang mặc, đứa con mà bạn đang có, người chồng và người vợ đang ở bên cạnh bạn, có phải rằng là đã nằm trong tâm trí của bạn không? Đã từng nằm trong suy nghĩ trong đầu của bạn không? Và đây là một trong những cái bí kíp để giúp cho bạn làm giàu một cách dễ dàng, làm giàu về tài chính của mình, làm giàu về sức khỏe, làm giàu về mối quan hệ xung quanh của bạn, làm giàu tình yêu, tất cả mọi thứ bên trong của bạn rất dễ dàng. Đó là bạn hãy làm giàu từ cái suy nghĩ, từ cái cảm xúc của bạn. Hãy làm cho chúng ta liên tục có những suy nghĩ dư dả và đủ đầy. Cảm xúc thịnh vượng tạo ra sự thịnh vượng, cảm xúc dư dả tạo ra sự dư dả, cảm xúc đủ đầy tạo ra cuộc sống đủ đầy. Vậy làm sao để có được cái cảm xúc dư dả đây? Đó là bạn hãy thực hành lòng biết ơn với Thảo. Bất kỳ ai có lòng biết ơn thì sẽ được ban tặng thêm. Anh ta hoặc là cô ta sẽ được dư dả và đủ đầy. Còn nếu ai không có lòng biết ơn, anh ta và cô ta sẽ bị tước đi. Cuộc sống này đã tước đi của anh chị gì rồi? Sức khỏe, gia đình, hạnh phúc. Nếu như bạn đang gặp tình huống không dư dả, không khỏe mạnh, không hạnh phúc, đơn giản là bạn đã không thực hành lòng biết ơn. Vậy thì móc môi trường câu lạc bộ, một cái chương trình dung sáng liên tục trong vòng 28 ngày. Ở đâu có lòng biết ơn, ở đó có sự dư dả đủ đầy. Ở đâu có lòng biết ơn, ở đó có sự hòa hợp và yêu thương. Ở đâu có lòng biết ơn, ở đó không có giận hờn, trách móc. Và ngay bây giờ, ngay lúc này, để giúp đỡ tất cả các anh chị, Thảo cũng muốn tạo ra cái dung chương trình dung sáng và lúc 4:30 cho đến 6:30, đúng như cái quy trình mà Thảo đã học lúc trước. Ở đây anh chị nào thực sự mình đang cần một cái môi trường để rèn luyện lòng biết ơn cùng với Thảo để khôi phục lại tài chính, sức khỏe, mối quan hệ vào lúc 4:30 sáng, bắt đầu từ mùng 2 tháng 10 cho đến 30 tháng 10 năm 2023. Liên hệ người gửi video này để nhận mã dung hoặc nhấp vào link nhóm học tập ở trên trang cá nhân của Thảo để có mặt ở trong buổi dung. Chúc bạn thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc, trọn vẹn suốt cả cuộc đời.